Vào lúc 3 giờ sáng ngày 18 tháng 7, tại khu vực xóm 4 thuộc địa bàn xã Khánh Sơn, Nam Đàn, xảy ra vụ cháy rừng thông. Ngay sau khi nhận được tin, Ủy ban Nhân dân huyện đã huy động tổng lực gồm hàng trăm cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 414, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Dân quân tử vệ và bà con nhân dân xóm 4 cùng tiến hành dập lửa. Tuy nhiên, do gió to lại xảy ra trong đêm nên đến 10 giờ cùng ngày, đám cháy vẫn chưa được dập tắt và tiếp tục cháy lan sang khu vực rừng thông thuộc xóm 10, xã Nam Lộc. Vụ cháy đã làm khoảng 5 hectare rừng thông bị thiêu trụi. Hiện các đơn vị vẫn đang tiếp tục khống chế đám cháy, không để lây lan. Xuống đó đi, né rau rau đây.